Hôm nay cô rất vui khi gặp lại các em trong môn đạo đức. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiếp chủ đề bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài 4: Bảo quản đồ dùng gia đình. Để bắt đầu tiết học, các em chuẩn bị cho cô sách đạo đức lớp 2 trang 18, 19, 20 và 21. Các em nhớ chọn cho mình chỗ ngồi học yên tĩnh và đảm bảo đủ ánh sáng, không ngồi sát màn hình điện thoại, máy tính. Nào, chúng ta cùng vào tiết học. Sau khi học bài này, các em sẽ đạt được những yêu cầu sau. Thứ nhất, nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình. Thứ hai, nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình. Thứ ba, thực hiện được việc bảo quản đồ dùng gia đình. Và cuối cùng, các em biết nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình. Trước khi vào bài học, cô mời các em cùng tham gia một trò chơi nhé. Trò chơi có tên hộp quà bí mật. Cô có 3 hộp quà. Trong mỗi hộp quà có một câu đố. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp quà thứ nhất nhé. Câu đố trong hộp quà thứ nhất đó là: chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh, mà ai xem cũng thấy mình ở trong. Các em có 5 giây để suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. Các em đã có đáp án chưa? Nào, cùng nhìn lên màn hình xem đáp án của cô có giống với đáp án của mình không nhé. Đó là chiếc gương. Bạn nào có đáp án đúng, cô thưởng cho một chú gấu bông. Chúng ta mở tiếp hộp quà thứ hai nào. Câu đố của hộp quà này là: các em cùng lắng nghe nhé. Mình khối chữ nhật chia thành hai ngăn, thực phẩm rau xanh luôn tươi sạch sẽ. 5 giây bắt đầu. À, đó là cái tủ lạnh. Cô khen các bạn đã tìm đúng nhé. Cô gửi các em chú gấu bông xinh xắn này. Chúng ta mở hộp quà cuối cùng nào. Câu đố trong hộp quà này là gì? Miệng đồng ruột thép thẳng băng, vặn tai miệng nhã nước trong tràn trề. 5 giây bắt đầu. Các em đã đoán ra rồi phải không? Đó chính là cái vòi nước mình dùng sinh hoạt hàng ngày đó các em. Cô tiếp tục gửi phần thưởng cho các em tìm đúng nhé. Như vậy, qua trò chơi này, chúng ta đã tìm được tên một số đồ dùng phục vụ cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Vậy, chúng ta sẽ sử dụng và bảo quản đồ dùng gia đình như thế nào cho phù hợp? Mời các em bước vào hoạt động đầu tiên nhé. Ở hoạt động này, cô mời các em quan sát tranh, liên kết thành một nội dung câu chuyện và nêu cảm nhận của mình về việc làm của bạn Na. Chắc các em đã nhìn ra, trong tranh là hình ảnh bạn Na đi học về. Đây có thể là vào buổi trưa, nên Na cảm thấy rất nóng. Bạn ấy vội vàng chạy ngay vào nhà và mở cửa tủ lạnh ra, với ý nghĩ mở tủ lạnh một tí cho mát. Bạn Na đã làm đúng hay sai các em? À, chắc chắn là Na đã làm sai rồi. Đây không phải là cách tạo ra không khí mát mẻ khi ta đi bên ngoài về nhà. Các em biết đó, tủ lạnh chỉ dùng để bảo quản đồ ăn thức uống, không dùng để xua tan nóng nực. Đặc biệt là khi tủ lạnh đang hoạt động, cửa tủ lạnh phải luôn đóng kín để giữ độ lạnh, bảo quản tốt thức ăn bên trong, cũng như thực hiện tiết kiệm điện các em nhé. Như vậy, các em thấy bạn Na chưa biết cách bảo quản đồ dùng gia đình khi sử dụng. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những bạn trong tranh dưới đây, bạn nào đã biết cách bảo quản đồ dùng gia đình nhé. Đây là hình ảnh tranh đầu tiên. Bạn nữ trong tranh đang nghịch, làm đứt rèm cửa. Theo các em, bạn nữ đã biết bảo quản đồ dùng gia đình chưa? À, chắc chắn là chưa rồi, vì bức rèm đã bị đứt, không còn đẹp nữa.
Thế còn bức tranh thứ hai, đây là bạn nam đang dùng cọ mềm để làm sạch các khe của bàn phím máy tính, giúp cho máy tính sạch sẽ hoạt động tốt hơn. Vậy chúng ta thấy bạn nam đã biết cách bảo quản đồ dùng gia đình cẩn thận rồi đó các em. Đến đây, cô muốn nhắc nhở các em thêm. Trong giai đoạn học trực tuyến, chúng ta đang học tập tại nhà. Các em thường xuyên học tập trên máy tính hoặc điện thoại. Vì thế, các em hãy học cách bảo quản máy tính, điện thoại của mình thật tốt. Bằng cách, ngoài giờ học, các em hãy hạn chế sử dụng để các thiết bị không hư hỏng. Bên cạnh đó, các em hãy sắp xếp lại góc học tập của mình thật ngăn nắp và gọn gàng. Để khi nhìn vào nơi học tập của mình, các em sẽ cảm thấy thật thoải mái về tinh thần, dễ tiếp thu bài học tốt hơn. Còn đây là hình ảnh hai anh em đang nhảy nhót, đùa nghịch với nhau trên ghế nệm, trông rất là vui. Thế nhưng theo các em, chuyện gì có thể xảy ra khi mãi đùa nghịch như thế? À, chắc chắn là sẽ làm hư chiếc ghế. Hai anh em có thể sẽ bị té ngã. Như vậy, trong bức tranh này, các em thấy đó, hai anh em vừa chơi đùa không an toàn, vừa không biết bảo quản đồ dùng gia đình rồi. Bức tranh cuối cùng. Đây là hình ảnh rất dễ thương. Một bạn nam trong tranh đã phụ bố lau chiếc quạt điện, giúp cho chiếc quạt được sạch sẽ. Khi sử dụng quạt sẽ chạy nhanh hơn và không bị bám bụi, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Như vậy, bạn nam này cũng đã biết cách bảo quản đồ dùng rồi đó các em. Ngoài những hình ảnh trên, các em có thể nêu thêm những việc em có thể làm để bảo quản đồ dùng gia đình mình. Cô sẽ giới thiệu cho các em một số hình ảnh về cách bảo quản đồ dùng trong gia đình. Các em có thể dựa vào những hình ảnh này. Đây là hình ảnh phòng khách, phòng ngủ, phòng học tập, nhà bếp và tủ lạnh của một gia đình bạn nhỏ. Các em thấy không, tất cả các phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Để có được không gian sạch đẹp như vậy, các thành viên trong gia đình bạn nhỏ đã cùng nhau bảo quản đồ dùng cẩn thận bằng cách lau chùi sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng trong tủ hợp lý. Vậy các em có thể nêu thêm những việc làm thể hiện sự bảo quản đồ dùng gia đình rồi nhé. Bên cạnh đó, các em cũng biết rằng những đồ dùng trong gia đình mình là do ba mẹ làm việc, tiết kiệm mới mua được cho cả gia đình sử dụng. Chúng ta không thể thiếu những đồ dùng để phục vụ cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra, có những đồ dùng như TV, tủ lạnh, máy tính có giá trị lớn, chúng rất đắt tiền khi mua. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng để tránh làm hư hại. Sau khi sử dụng xong, chúng ta phải biết cách bảo quản giữ gìn. Đó cũng chính là cách góp phần giúp cho đồ dùng được bền đẹp, cũng như khi các em biết cách bảo quản đồ dùng gia đình. Là các em đã biết góp một phần nhỏ thực hiện tiết kiệm cho ba mẹ mình rồi đấy. Các em đã nhận biết những việc làm góp phần bảo quản đồ dùng gia đình. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động luyện tập nhé. Trước tiên, cô mời các bạn quan sát hai bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về việc làm của mỗi bạn trong tranh nhé. Hình ảnh trong tranh là gì vậy các em? À, đó là hình ảnh một bạn nữ đang dùng khăn mềm lau bụi cho ba bình hoa của gia đình được làm bằng gốm, sứ. Các em thấy không, bạn làm rất cẩn thận, chăm chú vì đây là những đồ dùng dễ vỡ. Cho nên khi lau chùi, bảo quản, chúng ta phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Việc làm của bạn nữ thật đáng khen phải không các em? Thế còn hình ảnh tiếp theo? À, bạn nam đang dùng bút màu vẽ lên bức tường của phòng ngủ. Các em quan sát thấy, phòng ngủ rất đẹp phải không? Vậy mà bạn nam này lại vẽ lên tường. Như vậy sẽ làm cho bức tường bẩn đi và không còn đẹp nữa. Vậy thì việc làm của bạn là đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi đó các em. Các em nên nhớ, chúng ta có thể vẽ lên giấy những nét vẽ yêu thích của mình để thể hiện sự sáng tạo, yêu thích vẽ. Nhưng không nên vẽ ở những nơi không phù hợp, sẽ làm cho không gian xung quanh mình kém thẩm mỹ, các em nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu việc làm của các bạn dưới đây và suy nghĩ xem mình có nên làm theo các bạn ấy không nhé.
Ở bức tranh đầu tiên, ta thấy một bạn nữ đang tắt điện để chuẩn bị ra khỏi phòng. Vậy chúng ta có nên làm theo không? Cô nghĩ việc làm này các em cần phải học tập và làm theo rồi. Vì đây là một việc làm đúng, thể hiện bạn nữ rất cẩn thận. Khi không sử dụng điện nữa, cần phải tắt đi để đảm bảo an toàn cũng như góp phần tiết kiệm điện cho gia đình đó các em. Tiếp theo là hình ảnh hai bạn nhỏ đang nhảy nhót, nô đùa trên giường nệm. Ý kiến của các em là gì? Cô hoan nghênh những bạn chọn cách không nên làm theo nhé. Vì khi các em đùa nghịch như vậy sẽ làm hỏng giường nệm, ba mẹ mình phải tốn tiền mua cái khác. Và điều đó cho thấy chúng ta chưa biết cách bảo quản đồ dùng rồi. Hình ảnh tiếp theo là hai anh em lấy dụng cụ nhà bếp làm đồ chơi. Sau cuộc chơi vui vẻ đó, đồ dùng sẽ bị hư, có thể không dùng được nữa. Các bạn trong tranh đã không biết bảo quản đồ dùng gia đình rồi. Vậy chúng ta không nên làm theo các bạn nhé. Còn bức tranh này, các em hãy quan sát và cho cô biết xem em nghe theo ý kiến của bạn nào trong tranh nhé. Từ bóng nói cho ta biết, bạn Bin đang tò mò, muốn rủ Tin tháo nồi cơm điện ra xem bên trong có những gì. Khi nghe Bin nói vậy, bạn Tin đã trả lời như thế nào? À, Tin đã nói, không được đâu anh ạ, vì đây là nồi cơm điện, không phải đồ chơi. Từ câu trả lời của bạn Tin, cô tin là các em đã biết và phải nghe theo ý kiến ai rồi phải không? Các em thân mến, qua bài học hôm nay, cô hy vọng bạn nào cũng biết cách bảo quản và giữ gìn đồ dùng trong gia đình của mình một cách tốt nhất. Cũng như các em có thể nhắc nhở bạn bè, người thân của mình cùng thực hiện bảo quản tốt đồ dùng nhé. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong bài sau nhé.